Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong một buổi sáng nắng ấm, các thầy thuốc và nhân viên đã gặp chị Võ Thị Ly, một người phụ nữ 41 tuổi đến từ tỉnh Cà Mau. Tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Chị Võ Thị Ly là một công nhân chăm chỉ tại một công ty may mặc, nơi mà sự cần cù và nỗ lực của chị luôn được ghi nhận. Cuộc sống gia đình của chị Võ Thị Ly rất hạnh phúc bên người chồng và hai con thơ, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi chị Võ Thị Ly nhận được chẩn đoán ung thư cổ tử cung. Căn bệnh hiểm nghèo đã đặt lên vai chị và gia đình gánh nặng không chỉ về tinh thần mà còn về tài chính. Việc chạy chữa tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Trong những ngày tháng đầy khó khăn đó, chị Võ Thị Ly không ngừng hy vọng và tìm kiếm cơ hội để chữa trị. May mắn đã mỉm cười khi chị Võ Thị Ly biết đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không chị các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Với tâm huyết của cố linh mục nhà nghiên cứu Cha Peru Nguyễn Văn Tường và đội ngũ các thầy thuốc tận tâm, chị Võ Thị Ly đã quyết định thu xếp công việc và gia đình để đến đây chữa trị. Tại phòng khám, chị Võ Thị Ly được tiếp nhận với sự chăm sóc tận tình và các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả. Không chỉ có đội ngũ các thầy thuốc, nhân viên, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mà còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Sự đồng lòng của cộng đồng đã tạo nên một nguồn động viên to lớn cho chị Võ Thị Ly, giúp chị vững tin trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác này. Hành trình của chị Võ Thị Ly vẫn đang tiếp diễn, nhưng ánh sáng hy vọng đang dần trở lại. Chị Võ Thị Ly không chỉ là một bệnh nhân mà còn là biểu tượng của sức mạnh và nghị lực trong cuộc sống. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ luôn đồng hành cùng chị, với mong muốn chị Võ Thị Ly sẽ nhanh chóng vượt qua được giai đoạn khó khăn này để trở về bên gia đình, tiếp tục xây dựng hạnh phúc như trước đây. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tin rằng với sự hỗ trợ của cả cộng đồng, chị Võ Thị Ly sẽ tìm thấy con đường dẫn đến sự phục hồi, và niềm tin sẽ luôn là ánh sáng dẫn dắt chị trong cuộc sống. Xin trân trọng. À, dạ thưa chị có thể cho biết họ tên mình đến từ đâu? Em Võ Thị Ly đến từ Cà Mau. À, chị có thể cho biết cái triệu chứng cái bệnh mình ban đầu á, nghe triệu chứng là sao và sau đó mình đi tìm mình ở đâu? À, ban đầu nó triệu chứng là nó ra cái tiết chấm, nó ra nhiều lắm, nó ra ngày 2 độ 3 miếng băng gì đó, rồi đầu tới 3 tháng rồi mới đi khám, vô bệnh viện khám thì nó nói em ác tính, rồi nó chuyển lên mà ung bú á, là nó ung thư cổ tử cung. Rồi ở bên bệnh viện có tư vấn chị trị sao? Là bác sĩ tư vấn là kêu em mổ, một là mổ, hai là xạ trị, nhưng mà em không có mổ thì em đi về em trị thuốc nam. Rồi sao chị biết ở đây là chị tới đây vậy? Mấy bà chị mới giới thiệu qua bác chị á, đã cho số điện á. Trước khi chị bệnh á, chị làm nghề gì chị? Em công nhân may. Rồi bệnh viện là có gây khó khăn gì về kinh tế, tài chính không? Dạ cũng hơi khó, tại vì hai chồng làm nuôi con á, rồi giờ em bệnh thì chồng mất đi nuôi, nói chung kinh tế cũng không có ổn định. Chị được mấy đứa con? Dạ hai. Con thằng lớn em 19 này, thằng nhỏ thì 18. Mà thằng lớn em nó mới học 12, nó mới đi làm mới có 2 tháng 2 à. Còn thằng nhỏ nó đang học. Chị vậy được nghe thầy Thanh tư vấn về cái phương pháp hỗ trợ điều trị tại đây á. Dạ. Rồi
Thầy cảm thấy cái phương pháp như thế nào? Dạ thì thầy tư vấn sao thì nghe vậy. Ở đây 3 tháng thì chị đã chuẩn bị nơi ở rồi, nhưng mà tất cả các chi phí này nó như thế nào ạ? Dạ thì em cũng chuẩn bị như em đang muốn trọ ở. Ở cái thái độ ở đây nội dung là chủ yếu là mình phải cái cách ở đây á, cái phương pháp của tại địa ở đây á là phương pháp bỏ đói tế bào ung thư, cho nên mình phải kiêng ngay tất cả mà thầy tư vấn cho mình á. Dạ. Miễn sao mà em khỏi bệnh rồi sao cũng được hết, kiêng hết cái gì em cũng kiêng được hết. Chị có đặt niềm tin tuyệt đối nào ở đây không? Dạ có, em đến đây là em đặt niềm tin. Nãy chị nói chị Việt Nam mà chị ở đâu chị? Cũng như là em sắc ba cái thuốc cây người ta chỉ, cây nhà lá vườn cũng như là lá sa đen với mà cây nữ hoàng cung rồi thôi. Với đi thầy mà thầy chị cũng như ông chị về bên bên ấy đấy, em thấy không có xiên giảm vậy em mới đi. Em mấy bà chị em mới đi lên đây. Không xiên giảm là như thế nào ấy? Ý là cũng nó giận, nó giận nó ra cái tiết dịch như vậy, nó không có hết ra. Tại vì lúc đầu nó em phát hiện là nó ra cái tiết dịch nhiều, em mới đi khám nè, ta phát hiện nó nói ung thư cổ tử cung. Nó ra nhiều lắm. Rồi thầy Tây Y với mình chị giảm tới rồi. Không, em phát hiện em chị 2 tháng nay mà nó không có thuyên giảm. Em uống thuốc nam nó cũng không giảm. Nó uống nó vẫn vẫn ra vậy, mà nhiều khi uống quá cái bụng nó bị sưng á. Uống nhiều cái nó bụng nó bị sưng lên. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy,
đến bây giờ vẫn khắc khoải không ngôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ oan, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km.
Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.